Cuối cùng hôm nay là bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang với bệnh nhân nữ 31 tuổi, chẩn đoán là viêm ruột, viêm bàng quang, suy dinh dưỡng nặng, theo dõi lao ruột. Xin mời bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang trình bày. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Em sẽ xin trình bày bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang, bệnh nhân nữ 31 tuổi, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ Thượng Bình, Bắc Quang, Hà Giang, vào viện 10 giờ 13 phút ngày 26 tháng 9, 2021. Lý do vào viện là bệnh nhân đau bụng, đại tiện phân lỏng kéo dài, mệt mỏi và sút cân. Bệnh nhân sút 8kg, bệnh sử thì tiền sử bản thân thì viêm ruột, tiền sử gia đình thì em mới khai thác lại vì là người dân tộc nói tiếng phổ thông hạn chế. Em khai thác lại gia đình là có chị gái vừa mới mất cách đây 2 năm vì u não, và có em gì cũng mất cách đây hơn 1 năm, là sau đó là cũng là ung thư dạ dày. Đấy, được chẩn đoán ở tuyến dưới, về nhà cũng suy kiệt, cũng không đi tiếp tục điều trị nữa và đã mất. Thế thì bệnh nhân vào viện với tình trạng là trước có 2 tuần thì bệnh nhân ở nhà xuất hiện đau bụng, buồn nôn và nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày, đại tiện phân lỏng lẫn nhầy, ở nhà chưa dùng thuốc gì vào viện. Bệnh nhân sút 10kg trên 5 tháng, nay đau bụng nhiều, ở nhà chưa xử trí gì vào viện ạ. Tình trạng lúc vào viện thì bệnh nhân tỉnh, mệt, thể trạng gầy xanh, có 32kg và BMI là 14,22, mạch 130 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 90/6, nhịp thở là 20 lần trên phút. Khám thì bệnh nhân đau bụng quanh rốn, buồn nôn và nôn khan. Khám bụng thì bụng mềm, chướng nhẹ, tim đều, phổi rõ, không có gian. Về kết quả xét nghiệm cận lâm sàng thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Bạch cầu bệnh nhân thì em đã đẩy lên hội, và hôm nay thì sáng nay em làm lại thì các kết quả cũng trong giới hạn bình thường. Và chẩn đoán của chúng em là chẩn đoán theo dõi, chẩn đoán một cái viêm ruột, viêm bàng quang, suy dinh dưỡng nặng trên theo dõi lao ruột, đã xử trí truyền dịch, kháng sinh, paracetamol và giảm co, sinh tố. Hiện tại thì sau 1 tuần điều trị thì bệnh nhân còn mệt mỏi nhiều, ăn kém. Thì trong thời gian 3 tuần nay là bệnh nhân theo dõi từ lúc 3 đến nay là sút 8kg. Vẫn còn đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn sau ăn, suy kiệt nhiều, đi ngoài phân lỏng. Khám thêm thì thời gian gần đây thì có xuất hiện hạch rất nhiều vùng nách và vùng cổ, chúng em đã cho sinh thiết hạch. Câu hỏi chúng em là đã chẩn đoán và điều trị đã hợp lý chưa? Và hướng điều trị chẩn đoán tiếp theo là gì? Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, khi ca chúng tôi thấy là gọi là suy kiệt quá nhiều, đúng không ạ? Có 32 cân mà BMI có 14. Đúng không ạ? Thì quá ư là sụt cân 8 cân trong vòng mấy tháng. Tức là một cái suy kiệt rất là nhiều. Vâng, bây giờ trước hết thì là xin mời chỗ thầy Nguyễn Thái Bình chẩn đoán hình ảnh cho xem cái một số cái hình ảnh của đơn vị người ta gửi lên. Dạ vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy và các anh các chị đồng nghiệp. Thì ở bệnh nhân này chúng ta thấy là bệnh nhân suy kiệt rất là nặng, trên hình ảnh cũng chúng ta có thể nhìn thấy ngay đấy là tổ chức mỡ ở dưới da của bệnh nhân rất là mỏng và bệnh nhân phù nề nhiều. Ở trên hình ảnh trong ổ bụng thì bệnh nhân này chụp phim không tiêm, có lẽ là do suy thận. Ở đây chúng ta có thể thấy là thận bệnh nhân hai bên giãn, ứ nước, và trong ổ bụng thì chứa rất là nhiều dịch. Các cái quai ruột trong ổ bụng thì nó chúng ta thấy là nó có biểu hiện phù nề, đồng thời là một số các quai ruột thì giãn, chứa dịch và chứa khí ở bên trong tạo thành cái mức dịch khí, nhưng mà nó chỉ một vài quai ruột mà thôi. Thì có thể đây là tình trạng không phải là tắc ruột cơ giới. Thứ hai là chúng ta thấy là bụng có rất là nhiều dịch. Thì trong những trường hợp mà bệnh nhân suy kiệt thì cũng có thể đấy là dịch mà tiết dịch thấm ra. Thế nhưng một số trường hợp thì cũng là có thể là dịch do các nguyên nhân khác, ví dụ như ung thư hay là lao, thì cũng có thể là gây tràn dịch nhiều như thế này. Tuy nhiên thì để chẩn đoán được cái đó thì ta phải tiêm thuốc cản quang để xem các cái nốt tổn thương có ngấm thuốc hay không, có các cái nốt ở trên phúc mạc hay không, hay là có các khối u gây chèn ép các đường niệu quản hay không, thì chúng ta mới chẩn đoán được. Nhưng rất tiếc là bệnh nhân này chúng ta lại không tiêm được thuốc cản quang. Thế vì sơ bộ thì chúng ta chỉ thấy đấy là
có cái tình trạng tràn dịch vụ nhiều, có ứ nước hai thận, có giãn các quai ruột và có phù nề toàn thân và các cái tạng ở trong bụng cũng bị phù nề. Trên hình ảnh thì chúng ta không chẩn đoán được nguyên nhân. Dạ, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thái Bình. Tôi xin mời thạc sĩ Dương Thị Mai Chi, chuyên ngành nội tiêu hóa, cho ý kiến. Kính thưa thầy Việt ạ, kính thưa các thầy và kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Bệnh nhân này là một bệnh nhân nữ 31 tuổi. Bệnh nhân này vào viện là vì có cái đau bụng, có nôn và có đi ngoài phân lỏng. Lúc vào thì bệnh nhân có cái tình trạng là mạch nhanh, có huyết áp thì 90/60, có cái tình trạng thiếu máu và thể trạng rất là suy kiệt. Thì cái ban đầu thì các anh chị đã xử trí là truyền dịch này, bù nước và bù điện giải. Hiện tại thì tình trạng mạch của huyết áp của bệnh nhân tương đối là ổn định. Tức là cái xử trí ban đầu như vậy là tương đối là được đấy. Thế cái thứ hai mình phải đặt ra đấy là mình tìm cái nguyên nhân của bệnh nhân này, cái nguyên nhân gì mà nó gây ra đi ngoài phân lỏng và gây ra cái sút cân nhiều như vậy. Thế thì hiện tại thì các cái xét nghiệm mà anh chị gửi lên thì chỉ có là bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu, nhưng mà cũng không thấy các anh chị gửi là cái MCV thì như nào, không biết là cái thiếu máu là hồng cầu to hay hồng cầu nhỏ. Thứ hai nữa là cái công thức bạch cầu các anh chị cũng có gửi lên, tuy nhiên các anh chị cũng không gửi cái bạch cầu ái toan để xem thử có liên quan đến các bệnh lý về ký sinh trùng hoặc là một số các bệnh lý ruột viêm và gây tăng bạch cầu ái toan hay không. Còn trên cái phim chụp cắt lớp thì có bệnh nhân có rất nhiều các cái dịch ở trong ổ bụng, tuy nhiên cái phim thì cũng không tiêm thuốc nên mình cũng không đánh giá được là các cái quai ruột. Thứ hai nữa là cũng không đánh giá được cái hạch ở trong ổ bụng. Thế thì đối với bệnh nhân này thì em đề nghị làm thêm một số các cái thăm dò. Thứ nhất là mình có thể soi dạ dày, mình phải soi dạ dày và soi đại tràng để tìm thêm có cái nguyên nhân gì ở đường tiêu hóa hay không. Thứ hai nữa là đối với cái dịch của bụng này sẽ phải chọc cái dịch của bụng để làm xét nghiệm để xem cái dịch này là dịch thấm hay dịch tiết, và nhiều khả năng cái dịch này là dịch tiết. Thế hai cái nhóm nguyên nhân hay gặp trên bệnh nhân này có thể là lao hoặc là có thể là các cái khối u ở đường tiêu hóa. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chị. Xin mời thầy phó sư Trần Bảo Long, chuyên ngành ngoại tiêu hóa, và cho ý kiến. Vâng, báo cáo giáo sư Lân Việt và các thầy, các cô cùng quý vị đồng nghiệp. Vừa rồi thì thạc sĩ Mai Chi phân tích rất rõ ràng, bởi vì vấn đề cơ bản ở đây là chúng ta làm chẩn đoán xem ra là bệnh gì. Một bệnh nhân nữ 31 tuổi suy kiệt, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Thế thì với cái chẩn đoán hình ảnh như là tiến sĩ Bình đã phân tích là có dịch ổ bụng rồi giãn quắc quai ruột rồi đài thận mà bể thận hai bên giãn vân vân. Thì hình ảnh này chúng ta nghĩ đầu tiên đó là lao phúc mạc. Và cái việc chẩn đoán thì là phải làm ngoài cái xét nghiệm ra thì cần cái chọc dịch để thử, đúng không ạ? Đó là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cũng chưa loại trừ được bệnh lý u của ống tiêu hóa. Mà thường về lý thuyết thì u ống tiêu hóa thì bệnh nhân ở tuổi 45 trở lên, rồi người có tiền sử gia đình, tiền sử polyp vân vân và vân vân. Bởi vì chúng ta biết là khi mà soi cái dạ dày thì nó ít nguy hiểm. Nhưng soi đại tràng mà bệnh nhân lao, ruột nó dính là nguy cơ nó thủng ruột, rách ruột là lớn. Thế thành thử là chúng ta bao giờ bắt đầu từ những cái mà nó ít nguy hiểm trước. Nếu làm chẩn đoán được rồi thì thôi, nếu không chẩn đoán được thì chúng ta mới tiếp tục chúng ta làm những cái thăm dò tiếp theo. Còn trong soi không thấy nữa, xét nghiệm không thấy nữa thì bước cuối cùng mới là nội soi ở bụng chẩn đoán. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Long. Bây giờ xin mời bác sĩ Dương Thị Phượng, chuyên ngành dinh dưỡng. Bệnh nhân này nó suy kiệt một cái quá mức, không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, cho ý kiến. Dạ vâng, kính thưa thầy Việt và các chị quý đồng nghiệp ạ. Trước khi đi vào vùng tư vấn cụ thể hơn thì em muốn hỏi kỹ thêm một chút ạ. Đầu tiên thì thấy các anh chị ghi là tiền sử ngay từ thời điểm lúc vào viện bệnh nhân đã sụt 10 cân rồi, và sau đó thì trong 3 tuần nằm viện thì em thấy ghi là sụt tiếp 8 cân, thì không biết là 8 cân này là sụt trong quá trình nằm viện tiếp, tức là bệnh nhân sụt tổng 18 cân hay là 8 cân này là tính cái thời gian gần đây của bệnh nhân nói chung ạ. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Dạ thưa cô, là em xin báo cáo là bệnh nhân này trong 3 tuần trước khi vào viện thì bệnh nhân đã cân ở nhà, và đến thời điểm chúng em cân lại thì là bệnh nhân sụt 8 cân. Vâng, như vậy tổng là 18 cân chứ không phải là 10 cân đúng không ạ? Vâng, như vậy thì sụt rất nhiều cân nặng đấy ạ. Và như vậy bệnh nhân chỉ còn có hơn 20 cân thôi, còn khoảng 24 cân đúng không ạ? Hiện tại. Vâng, sụt rất nhiều. Thứ hai là cụ thể là bệnh nhân này hiện tại là còn đi ngoài phân lỏng hay không, và số lượng, và cái một ngày bệnh nhân đi bao nhiêu lần, cũng như cái bụng chứa như vậy thì bệnh nhân ăn uống được bao nhiêu và ăn được những cái gì, các anh chị có thể mô tả kỹ hơn được không ạ? Dạ thưa cô, thì thời gian nằm viện thì bệnh nhân không ăn được, chúng em nuôi dưỡng hoàn toàn một đường tĩnh mạch. Có chuyên gia dinh dưỡng và chúng em mời hội chẩn mà bù đường tĩnh mạch, nuôi dưỡng hoàn toàn một đường tĩnh mạch. Đi ngoài thì báo cáo thầy cô là trong 3 ngày gần đây thì bệnh nhân bắt đầu giảm số lượng đi ngoài, và hiện nay đi mỗi lần đi ngoài thì được ngày 2 lần và phân lẫn ít nhầy. Trong không có máu, sáng nay em đã kiểm tra không có máu, chỉ có ít nhầy màu vàng, giống như kiểu phân đi ngoài phân lỏng bình thường á, là đi tiêu chảy bình thường. Dạ.
Hiện tại thì bệnh nhân này còn bị nôn hay buồn nôn nhiều nữa không? Tại sao chúng ta lại không cho nuôi đường tiêu hóa mà lại cho bệnh nhân nhịn ăn và nuôi tĩnh mạch hoàn toàn ạ? Dạ bây giờ thì cứ động uống nước và ăn sữa, uống sữa là bệnh nhân nôn ngay ạ. Tôi chỉ cần một chút đã nôn rồi. Vâng ạ. Như vậy thì đúng là cái ca này trước khi đi vào cái phần can thiệp chúng ta đúng là phần chẩn đoán là phần quan trọng đầu tiên đấy ạ. Để xem cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng đó cho bệnh nhân, xem nhất là có u cục bất thường không hay là có cái tình trạng tắc ruột kèm hay không, bệnh nhân này có cả nôn nữa. Cho nên là em nghĩ cái này phải tìm thêm các cái phương pháp để chúng ta chẩn đoán kỹ hơn xem cái nguyên nhân tại sao, giống như là Phó sư Long và bác sĩ Chi đã chia sẻ. Thế còn về vấn đề dinh dưỡng thì em thấy trong cái bệnh án đưa lên các anh chị ghi ở đây thì chỉ thấy truyền glucose 10%. Thì không biết là hiện tại ngoài cái này ra thì các anh chị truyền những cái gì, bởi vì nếu mà chỉ truyền đường 10% thì tất nhiên sẽ không đủ. Vì nằm viện 3 tuần bệnh nhân sụt tiếp 8 cân nữa là sụt rất nhiều. Thì tiếp cận đối với cái ca này thì chúng ta sẽ chú ý đầu tiên đó là một bệnh nhân suy dinh dưỡng rất nặng và có nguy cơ hội chứng refeeding, tức là hội chứng nuôi ăn lại rất là cao, vì bệnh nhân sụt tận 18 cân trong khoảng 6 tháng gần đây và gần như là không ăn uống được, nôn buồn nôn nhiều. Thế nên thì do đó khi tiếp cận bệnh nhân lần đầu tiên này chúng ta sẽ dự phòng cái hội chứng nuôi ăn lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ bù các cái vitamin nhóm B trước, đặc biệt là vitamin B1 với liều là 200-400mg trên một ngày. Với cân nặng này chúng ta chỉ bù khoảng 200mg một ngày trong vòng 5-7 ngày đầu tiên đã, và chúng ta sẽ nâng năng lượng từ từ. Và cái dịch truyền hôm nay là ngày là tuần thứ 3 nằm viện rồi thì các anh chị sẽ nâng từ từ lên. Thì không biết là hiện tại các anh chị đang nuôi cụ thể là có nuôi cái gì khác ngoài đường 10 không ạ? Dạ chúng em mỗi ngày sử dụng 250 lipobundin 20% ạ. À. Có truyền đạm hay gì không ạ? Vâng thưa cô, gia đình điều kiện rất là khó khăn cho nên là bảo hiểm y tế thì không thanh toán cái phần dinh dưỡng, cho nên là chúng em chỉ cố gắng được cho bệnh nhân được như vậy thôi ạ. Vâng. Như vậy thì cái ca này hiện tại chúng ta đang chỉ nuôi được khoảng tầm 600 kilocalo qua đường tĩnh mạch. Nếu mà tính so với cân nặng hiệu chỉnh của bệnh nhân thì thiếu rất là nhiều, cũng chỉ đạt được khoảng tầm chưa đến 50% nhu cầu thôi. Cho nên nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục nuôi như này thì thực sự rất khó để có thể giữ được cân cho bệnh nhân, chứ chưa nói là để bệnh nhân tăng cân. Thế do đó thì cũng khá là khó khăn. Thì về phác đồ cơ bản thì chúng ta cũng phải nuôi cho bệnh nhân tối thiểu 3 chất sinh năng lượng, là cả glucid và cả protein nữa. Do đó trong trường hợp này thì mình cũng đề xuất cân nhắc giữa một cái thể trạng suy kiệt như thế này và vấn đề chi trả của bệnh nhân, thì cũng nhờ các anh chị trao đổi với bệnh nhân và người nhà có thể cân nhắc truyền thêm đạm cho bệnh nhân nữa. Và cái đạm thậm chí còn quan trọng hơn với bệnh nhân này, bởi vì một cái trường hợp bệnh nhân suy mòn cơ và teo cơ và suy dinh dưỡng nặng như thế này thì chúng ta nên bù cái đạm quan trọng hơn. Do đó các anh chị có thể truyền thêm một chai Amino Plasma 10% 500ml cho bệnh nhân thêm bổ sung nữa. Nếu trường hợp mà cân nhắc giữa vấn đề kinh phí thì chúng ta có thể truyền cháo, có thể tuần này truyền đạm, hôm sau có thể chúng ta thêm mỡ hoặc đường, nhưng mà tôi cân nhắc là sẽ truyền cả ba thành phần, cả đường, cả đạm và cả chất béo cho bệnh nhân đầy đủ. Với ca này thì ít nhất các anh chị cũng sẽ nuôi phải tối thiểu là hai chai đường 10% 500ml, một chai mỡ 20% 250ml và một chai đạm 10% 500ml. Đấy là lượng dinh dưỡng tối thiểu để duy trì cân nặng hiện tại cho bệnh nhân. Vì nếu chúng ta nuôi như hiện tại bây giờ thì bệnh nhân chưa đạt được đến 50% nhu cầu và chắc chắn là sẽ sụt cân tiếp. Trên một cái nền thể trạng suy kiệt như thế này thì sau này có can thiệp những cái vấn đề sâu hơn thì đôi khi chúng ta cũng rất là khó khăn trong vấn đề can thiệp và đảo ngược tình thế cho bệnh nhân. Do đó thì cũng rất là mong anh chị cân nhắc vấn đề kinh phí và vấn đề cái kết quả điều trị cho bệnh nhân ạ. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề ăn uống đường tiêu hóa của bệnh nhân thì chúng ta cũng sẽ phải làm thêm các chẩn đoán để xem xét nguyên nhân tại sao ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bác sĩ Phượng. Bây giờ tôi thấy là thế này, cái ca này đúng là chắc chắn là nặng. Nặng vì cái gì? Bây giờ là một cái trường hợp mà tôi nghĩ là có nhiều khả năng hoặc là lao hoặc là một cái bệnh ác tính. Lao thì tôi thấy là hướng có lẽ nhiều hơn. Một cái bệnh nhân rất là bản thân đã gầy, xanh xao, thiếu máu. Sau đó đau bụng kéo dài, ỉa lỏng kéo dài. Bây giờ lại có nhiều dịch của bụng. Nhất lại có hạch ở nách, ở cổ. Đúng không ạ? Tức là các cái một sụt cân rất là nhiều. Sụt một cái lượng cân BMI còn có 14. Tức là một cái suy kiệt rất là nhiều ở trong các trường này. Nôn nữa, không biết là có mình có khám về cái hội chứng màng não có không? Nhiều khi nó có lao màng não. Dạ thưa thầy, không về mặt thần kinh khám thì chúng em khám cũng khá là kỹ mà không có hội chứng màng não thưa thầy. Hội chứng màng não. Vâng. Nhưng mà trên cái trường hợp này tôi nghĩ nhiều đến là hoặc là lao đường tiêu hóa, không ạ? Lao ruột
hoặc là một cái gì ác tính mà nó gây suy kiệt của người ta, nó có nhiều dịch ở trong ổ bụng, nó có các cái hạch này ở trong các trường hợp này, nó suy kiệt. Do đó thì vấn đề là chính là nếu mà là lao thì ta cũng phải, tôi không hiểu là tại sao mình chưa, nếu mà các cái hạch ở cổ, ở nách này thì sao mình không sinh thiết cái hạch này, đúng không ạ? Nếu mà lao thì hoàn toàn chúng ta có thể là nó xác định được ở trong tất cả các cái trường đó. Nếu là ác tính thì trên có thể nó di căn đến các cái hạch là cái chúng ta có thể làm được. Rồi tất nhiên là các cái xét nghiệm về lao đấy thì mình đã làm chưa? Dạ thưa thầy là chúng em đã làm rồi ạ, đã làm về làm sinh thiết và đã trả lời là tế bào viêm. Sinh thiết của gì ạ? Vâng, giải phẫu bệnh trả lời tế bào viêm chúng em đã gửi lên hệ thống đấy ạ. Không tìm thấy lao. Sinh thiết gì chứ? Dạ chúng em sinh thiết hạch ở vùng nách và cổ. Vâng, thì không. Và xin báo cáo thầy thêm là bệnh nhân này diễn biến bắt đầu như thế này từ năm 2 từ đây cách 4 năm, tần suất nằm viện và cứ 5 đến 7 lần trên một năm từ cách đây 4 năm và đều chẩn đoán với một chẩn đoán viêm ruột. Cho nên em thấy là không hài lòng với cái chẩn đoán đó. Vâng. Đã điều trị rất nhiều các khoa rồi và cả bệnh viện tỉnh nữa, cho nên là em nghĩ đến nhiều đến cái lao ruột và hôm nay xin ý kiến của các thầy cô. Chứ còn viêm ruột thì điều trị kháng sinh thì bệnh nhân chỉ đỡ xong về nhà xong lại nhập viện ngay sau 1 đến 2 tháng, thậm chí là sau vài tuần lại nhập viện lại. Chính vì thế cái viêm ruột nó là một cái từ gọi là rất chung chung đúng không ạ? Đấy như thế, nhưng mà cái đây như tôi nói cái khả năng mà lao nó nhiều hơn là lao đường tiêu hóa đấy, đúng không ạ? Lao ruột. Bây giờ chỉ có cái là bây giờ với tất cả các cái thứ như tôi nghĩ là ít nhất là ngoài cái sinh thiết hạch nếu anh em làm rồi thì chọc cái dịch cổ bụng, đúng không ạ? Chọc cái dịch cổ bụng rồi mình xét nghiệm ở cái dịch cổ bụng đấy là cái hoàn toàn có được. Thế sau đó nếu cần thì có thể soi cái dạ dày, nhưng mà soi dạ dày cho cái trạng thái mà nó suy kiệt thế này cũng rất là mệt, chứ còn soi đại tràng thì phải từ từ, đúng không ạ? Ở trong tất cả các trường đó vì nó trường hợp này nó suy kiệt quá, nhưng trước hết là cái hạch theo tôi là có thể làm lại, chọc cái dịch ổ bụng ở trong tất cả các trường đó. Và bây giờ nó có cái khó cho trường hợp này là nó suy kiệt quá thì như cô Phượng nó nói đấy là ta đây để chỉ là những cái truyền vào những cái tối thiểu thôi, nhưng mà mình không có được nữa thì rất là khó, có thể tìm cái nguồn nào tài trợ đúng không ạ để mình cho, chứ còn nếu chỉ có đường không thì khó. Bây giờ phải có cái phần về lipid và phần về đạm nữa thì ít ra cái thể trạng nó được cân bằng lên. Không biết cái này trường hợp này có làm xét nghiệm gì về bệnh hệ thống không nhỉ? Dạ chúng em ở trên này thì chưa làm có được, làm được không ạ? Vì trong trường hợp này ngoài cái lao, ngoài cái HDLA, vâng, lao hoặc được. Là ung thư thì có các trường hợp suy kiệt, còn một số các trường hợp nó gọi là bệnh hệ thống, đúng không ạ? Thì mình cũng xem xét, chứ còn cái này nó suy kiệt quá, nếu mà không có cái điều kiện mà hỗ trợ về cái dinh dưỡng đấy, thì tôi thấy là rất là khó trong điều trị cái gì cũng khó, cái gọi là cái sức người ta nó gần như không còn nữa thì làm sao mà còn điều trị được. Thế còn tôi thì tôi cũng vẫn nghĩ nhiều cái hướng mà các em nghĩ là lao ruột thì nhiều khả năng, đúng không ạ? Nhưng đây là mình nghĩ thôi, chứ còn thì cuối cùng mình phải xét nghiệm sinh thiết lại cái hạch và nhất là cái chọc cái dịch của bụng xem nó là cái gì. Thì nếu mà có là lao thì nó còn là đỡ nhất, đúng không ạ? Còn nếu mà nó là ung thư thì tất nhiên là ở chỗ các em thì hơi khó, thì phải chuyển lên cái tuyến trên nếu mà mình nghĩ là ung thư. Vâng. Anh em còn ý kiến gì không? Dạ vâng, em xin cảm ơn các quý thầy cô. Chúng em sẽ làm theo những cái khuyến cáo và hướng dẫn của thầy cô. Tiếp theo mà có vấn đề gì thì chúng em sẽ xin báo cáo các. Đây là nó là một cái ca rất là khó về bệnh, nhưng mà nó lại khó cho cả thầy thuốc là mình không hỗ trợ được cho người ta về cái mặt kinh tế để mà có được các biện pháp gọi là dinh dưỡng tối thiểu thôi, đúng không ạ? Thế thì nhưng mà dù sao thì cái hướng như thế để anh em có thể làm thêm, nhất là cái chọc dịch của bụng để mà xem xét nhé. Dạ. Vâng. Em xin cảm ơn thầy và kính chào các thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô và xin cảm ơn phần trình bày của các em. Đến đây thì chúng ta đã các cái phần báo cáo khoa học và các cái bệnh án trình bày của chiều hôm nay thì đã kết thúc. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các thầy các cô của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hướng dẫn cho một số các cái ca lâm sàng rất là hay.
Xin cảm ơn anh chị em đồng nghiệp ở các đầu cầu. Mình cũng có những cái bệnh án rất là hay, và ý kiến trao đổi của các thầy cô với anh em thì chúng tôi cho là nó sẽ thiết thực giúp cho cái chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Và xin hẹn gặp lại anh chị em trong các cái buổi chương trình Telehealth tiếp theo. Xin kết thúc cái buổi Telehealth hôm nay ở đây. Xin cảm ơn.